Xin chào. Welcome to my Vietnamese lesson. This is a series of videos about studying Vietnamese through stories. Giường tầng bằng bệ. Anh và em ngủ trên giường tầng. Em ngủ giường tầng dưới. Anh ngủ giường tầng trên. Giường tầng trên có lan can bảo vệ. Lan can giữ cho người ngủ an toàn. Anh không thích lan can. Anh luôn để nó xuống. Có lần anh bị ngã từ giường tầng trên xuống. Anh đập vào thảm và tỉnh dậy. Anh nói, ối. Sau đó anh lại leo lên giường trên và ngủ. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, lưng anh đau nhức. Mẹ đưa anh đi khám bác sĩ. Bác sĩ đã khám cho anh. Bác sĩ nói anh ổn. Bác sĩ bảo phải dựng thanh chắn lên. Anh nói rằng anh sẽ làm điều đó. Đêm đó, anh lại leo lên giường tầng trên. Anh lại bỏ thanh chắn xuống. Anh nói thanh chắn giống như nhà tù. Anh không muốn có cảm giác như đang ở trong tù. Anh đã ngủ quên. Sau đó anh lại bị ngã khỏi giường tầng trên. Học từ mới. Learn new vocabularies. Giường tầng. Giường tầng. Lan can. Lan can. An toàn. An toàn. Bị ngã. Bị ngã. Thảm. Ở tấm thảm. Ở cái thảm. Đau nhức. Đau nhức. Nhà tù. Nhà tù. After listening the story, and now can you please answer all my questions? Trả lời đúng hoặc sai. Một, em ngủ ở phòng khách. Hai, anh ngủ ở giường tầng. 3. Anh luôn bỏ thanh chắn xuống. 4. Anh bị ngã khỏi giường tầng trên. 5. Lưng anh bị đau nên mẹ đưa anh đi xem phim. 6. Anh không thích thanh chắn. 7. Anh đã dựng thanh chắn lên. Trả lời câu hỏi. 1. Em ngủ ở đâu? 2. Anh ngủ ở đâu? 3. Anh luôn bỏ cái gì xuống? 4. Anh bị ngã khỏi cái gì? 5. Lưng anh bị đau nên mẹ đưa anh đi đâu? 6. Bác sĩ nói gì với anh? 7. Tại sao anh không thích thanh chắn?